Mến chào mọi người quay lại với kênh Nha Trang Rám Nắng. Ở Nha Trang có một số cái cơ sở massage người mù rất là tốt. Cho mỗi lần mỏi mệt hay là muốn thư giãn thì lại thích đi tới cái cơ sở massage người mù hơn là tới các spa. Thì hiện tại Châu đang đứng trước cái cơ sở massage người mù Đoàn Kết số 122 Hồng Bàng. Mời mọi người đi vào trong để xem ở bên trong có những cái phòng ốc như thế nào, giá cả dịch vụ ra sao. Bên trong thì có chỗ gửi xe ở ngoài đây, xe máy gửi ở ngoài. Trước đó có phòng lễ tân. Đây, trong khi chờ đợi, nếu mà bận, nhân viên bận thì mình có thể ngồi đây uống trà. Thì với mọi người, đây là chị Hân, chủ cơ sở massage Đoàn Kết, chỗ 122 Hồng Bàng. Thì Hân, cho anh hỏi thăm là cái ở đây anh thấy có cái giác hơi nè. Dạ. Thì cái dịch vụ đang xem ha. Dạ, ví dụ như giác hơi mà trường hợp mà thấp mà không có thời gian để massage toàn thân, giác hơi vào gió thì hơi bị cảm, thì mình chỉ cần tới giác hơi cạo gió không cũng được. Giác hơi cạo gió đây 20.000. Dạ. Rẻ các bạn. Mỏi mệt vô đây chỉ có 20.000 thôi. Còn nếu mà massage thì 100.000 60 phút ha. Dạ. Bao gồm có đá nóng nữa, cái yêu cầu đúng không? Còn xông hơi thì bao nhiêu hơn ha? Dạ, nếu mà xông hơi chung cái combo massage không hơi là 50.000, còn mình xông hơi không massage là 60.000. Xông hơi không là 60.000, còn mà nếu mà làm chung có massage nữa. Dạ. Thì 50.000, như vậy là vừa xông hơi vừa massage là 150.000. Dạ. Để hơn mấy spa rất nhiều. Tinh dầu mình dùng là tinh dầu là dầu chân sâm baby ha. Dạ, đúng rồi. Còn anh thấy trên này có một số tinh dầu khác nè. Dạ, đó là ví dụ tùy theo khách yêu cầu. Nếu mà khách hàng nào mà thích massage lotion hoặc là tinh dầu lavender và tinh dầu dầu dừa thì thêm 30.000. Đây là phòng xông hơi ướt. Là gồm xông hơi xả tươi. Xông hơi ướt là sao ha? Dạ, xông hơi ướt là gồm xông hơi lá thảo dược đó nè. Thảo dược ví dụ như xả hoặc là lá xông á, đủ loại các loại thảo dược. Rồi, ok. Dạ. Còn đây này là xông hơi đá nóng. Đúng rồi. Rồi anh hiểu. Tinh dầu bạc hà. Rồi. Dạ. Xong hơi đá nóng dùng. Dạ. Tinh dầu bạc hà. Dạ. Đây. Rất là khang trang, nhìn y như spa các bạn. Chỉ có 50.000 đồng một lần xong hơi. Mệt mỏi cảm cúm xong hơi xong là khỏe liền. Đây, dùng cái đá nóng này mà cái hơi nóng từ đá nó làm cho mình tóm hôi ra. Đây. Dạ, nó sẽ làm cho mình đào thải độc tố. Khi tóm hôi ra thì sẽ đào thải độc tố. Dạ. Chống mỏi mệt. Ừ, tuyệt vời. Đây có gỗ này rất là ấm cúng. Đây là phòng 6 giường dành cho nữ, hiện nay đang có khách thì không vô được. Chút xíu nữa mình sẽ lên trên phòng nam thì mình sẽ quay cho các bạn coi bên trong cái phòng 6 giường. Rồi mình vào phòng 2 giường. Em vô cái phòng 2 giường chị chỉ cho mình. Đây nếu mà quý vị nào mà muốn phòng riêng hai vợ chồng, ví dụ vậy, muốn phòng riêng 2 giường thì đây có phòng 2 giường. Đây. Rất là sự phụ thu thêm 1 giờ 30.000 đúng không? Dạ 20. 1 giờ 20.000 phụ thu thêm. Đó. Đây là cái bên trong cái phòng 6 giường. Đó, phòng 6 giường đây. Thì cũng có một vị khách nam cũng mới về làm xong. Cũng xin nhờ ảnh cho cái ý kiến về cái dịch vụ massage ở đây. Anh cho hỏi anh có thường hay tới chỗ cơ sở massage Đoàn Kết này không? Dạ, một tuần tới tới khoảng 4 lần. Ồ, vậy là khách bối thường xuyên ha. Vâng. Đây chắc là anh thích ở đây lắm hả? Nếu như mà phải nói là nơi yêu thích nên là mới tới thường xuyên vậy. À rồi. Vậy à, anh tới làm thư giãn hay là anh có điều trị gì không? Tôi nói chung là có điều trị cái bấm huyệt chân tay vì
một số cái đường lưu thông khí huyết của mình và chân tay nó có bị vấn đề nên là phải thường xuyên điều trị. À rồi, ok rồi, cảm ơn anh nha. Vâng, ở đây chỗ này rất thích. Mọi người biết không, cái massage người mù, những người mù người ta có một cái cảm nhận rất là tốt trên cái đôi bàn tay, thành ra người ta làm massage không thua kém gì người sáng. Đó là cái điều rất là quan trọng, trong khi cái giá dịch vụ là rất là rẻ. Mà đối với những ai ở trung tâm thành phố thì đây là rất là tiện, phòng bạn này cũng gần. Dạ đúng rồi, nó nằm cũng gần khu vực của khách nước ngoài du lịch đồ nữa. Ừ. Lại cái chỗ em là vừa là cái nơi massage người mù và cũng là cái chỗ để chữa bệnh cho khách hàng đồ á. Ừ. Có nhiều khách người ta đau đầu hoặc là tê mông, mất ngủ, tê tay đồ á. Ừ. Đa số em cũng có chữa bệnh về mấy cái đó nữa. Coi như là massage trị liệu. Dạ đúng rồi, massage trị liệu á. Đau vai gáy rồi đau thần kinh tọa rồi. Và những anh nào mà vợ đánh bầm mình bầm mẩy lên đây cũng đỡ lắm nha. Dạ đúng rồi. Lại chỗ em lên đây. Lên đó nhờ chị Hân cái chủ cơ sở nè. Đó chỉ vừa làm trị liệu mà vừa chỉ an ủi nó đỡ đau lắm á. Đúng không ạ? Ở đây có mấy anh mà nhậu say say rồi tới đây mà xong hơi massage rồi khỏe lắm rồi, khỏe nhẹ cả người. Dạ. Ê, các bạn lưu ý đây là massage khỏe nha, à, rất rẻ mà massage khỏe nha. Còn có những chỗ massage mệt lúc đó cái dịch vụ đó mình không rành, mình chỉ giới thiệu massage khỏe thôi. Ừ, rất là dễ chịu em. Dạ, cái bấm huyệt như vậy á thì nó cũng giúp cho mình chữa thần kinh tọa nữa. À. Dạ. Đây là một cái hình thức được trị liệu theo đông y đó các bạn. Mà cái vật lý trị liệu tức là chữa bệnh không dùng thuốc á lại là bây giờ lại là một cái trào lưu, vì nó là có tác dụng lâu bền, nó không có tác dụng phụ. Nắng là có mũ, dạ, mưa là có dù, mỏi mệt thì có massage, mà lầu 7 lầu 3 không bằng massage người mù, đúng khỏe thiệt, làm xong nhẹ cả người. Cái con này là ý tưởng mà hồi lúc mà em nó mở cái sở ra em sẽ đưa luôn cái này nhé. Tại vì khách con bản quyền của em ha. Tại vì cái câu này đa số là khách người ta hay người ta làm xong người ta đọc, người ta nghĩ người ta đọc vào luôn. Đấy. Châu đang đứng ở trước hội người mù Nha Trang. Đây là cái cơ sở chính thức của hội người mù ở Nha Trang này. Đây văn phòng nằm ở trên lầu. Còn bên cạnh đó thì cũng có cái dịch vụ là massage người mù đây. Mọi người thấy massage người mù. Địa chỉ là 57 Võ Trứ. Đây là vào bên trong. Đây. Các bạn đã tăng ở đây. Còn ở trên lầu thì có cái hai phòng massage, một phòng massage nam và một phòng massage nữ. Giới thiệu với mọi người, đây là vô chỗ massage, cái khu vực cái phòng massage. Đây là phòng massage cho nam. Còn bên đây sông hơi. Đây phòng sông hơi. Phòng sông hơi đây. Xong hơi ai mà mệt mỏi á, sốt cảm rồi xong hơi rất là tốt, mà suốt mồ hôi ra rất là nhiều người. Đây là phòng cho nữ, bên phòng nam cũng có ba giường,
phòng nữ cũng có 3 giường mọi người. Đây, có máy lạnh, quạt máy đàng hoàng. Còn đây là chị Nga, là nhân viên ở cơ sở này. Chị cũng có cái dịch vụ là đi tới tận nhà, nếu như mà ai mà có không có điều kiện mà tới cơ sở thì cũng có thể gọi cho chị, thì chị sẽ tới tận nhà để mà làm phục vụ tận nơi. Phục vụ tận nơi đó. Chị Nga, cái giá mà đi tới cái tận nhà của khách hàng thì giá như sao chị ha? Ở đây trung tâm của chúng tôi thì tại cơ sở cũng là 100.000 một tiếng. Mà chúng tôi phục vụ đến tận nơi cũng 100.000 một tiếng. Tùy rồi còn cái tiền xe thì tùy lòng hảo tâm, còn không thì chúng tôi vẫn tính như vậy. Mà đường xa cách khoảng trên 5 cây số thì chúng tôi tính thêm 20.000 nữa. Tức là trong vòng từ trung tâm ra 5 cây á thì giá 100.000 một tiếng. 2 tiếng 200.000 là bao luôn cái tiền xe ôm. Nếu như mà xa hơn á thì quý vị cho thêm cái tiền xe 20 vậy đó. Đó. Thì có một số người ta đau chân nhức mỏi mà không có điều kiện đi á thì tới tận nhà luôn rất là tốt. Thì có xe ôm chở chị, vì chị là khiếm thị thì là không chị không tự đi được. Xe ôm chở chị thì chị phải trả thêm cái tiền xe ôm đó. Này, và sở máy lạnh mới, quạt mới. Các bạn thân mến, Châu đang đứng trước cơ sở massage người mù Hướng Dương số 57B Củ Chi. Đây, ở phía bắc thành phố Nha Trang. Nếu mà quý vị nào mà ở khu vực Đồng Đế, Vĩnh Hải thì là thay vì đi lên trung tâm thì ghé chỗ này gần hơn. Chỗ này thì dịch vụ và giá cả nó cũng giống như là ở bên Đoàn Kết. Thì mời các bạn vào bên trong để xem cái bài trí của họ như thế nào nha. Ở đây, khu vực bên ngoài thì là cái chỗ để làm massage chân. Đây là cái quầy lễ tân. Đây cô chủ. Chào em. Em cho anh lên coi cái phòng ở trên mình, chia sẻ với mọi người biết ở cái phòng massage mình như thế nào ha. Đây, mình đi lên lầu các bạn. Đây, xin chia sẻ với mọi người, đây là bên trong của phòng massage. Cơ sở mình có mấy phòng vậy ha? 3 phòng 10 giường. Tổng cộng có 3 phòng 10 giường, phòng này là phòng 4 giường. Đó, có máy lạnh, bật máy. Thì giữa các giường đều có vách ngăn để có tạo sự riêng tư đó các bạn. Cái phòng xông hơi. Rồi, em dẫn anh qua coi xông hơi. Đây, chia sẻ với các bạn đây là phòng xông hơi. Rất là sự các bạn. Đây, phòng xông hơi. Nếu mà quý vị mà có cái nhu cầu xông hơi không á thì 60.000. Còn mà nếu massage mà kết hợp xông hơi á thì phụ thu là 30.000 cho một lần xông hơi. Đây, rất là sự. Ở ngoài này có cái bàn hay cái ghế cái ngồi trong khi chờ đợi hay ngồi uống trà ha, ngồi chờ cũng có. Đây toàn bộ cái không gian. Hiện tại Châu đang ở đứng trước cơ sở massage người mù ở Giá Tượng. Cơ sở này chỉ có tên là massage người mù thôi của chú Tư. Đây thì quý vị nào ở khu vực Bình Tân, Chuột, Cửa Bé thì tới đây cho gần. Đây, giá cả thì và dịch vụ thì nó cũng giống như ở các nơi ở Nha Trang. Massage thì 1 tiếng 100.000. Ở đây cũng có giác hơi và xông hơi. Rồi mời mọi người vào bên trong để mình chia sẻ hình ảnh của cơ sở này nha. Đó, trước mặt mọi người là anh Bốn, là chủ cơ sở massage. Đó, rồi xin chào anh Bốn. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu nha. Hút cũng điếu giống cái nghiện. Không nghiện hả? Không nghiện thì bây giờ có bán chổi của người mù luôn. Bán chổi luôn hả? Tôi đi bán chổi mà. Rồi anh Bốn này siêng lắm, làm chủ cơ sở nhưng mà là sáng đi bán chổi. Cũng thông tin thêm cho mọi người là anh Bốn này cũng là người khiếm thị. Đó, nhưng mà ảnh mở cơ sở đây cho các kỹ thuật viên làm thôi, còn ảnh là anh đi bán chổi.
bán chổi như có lời hơn á, massage họ không lời. Với lại nó luôn là thí dụ như gặp cái người mù nào đó mà nói chung là bị mù không có bệnh đau gì hết mà chưa biết nghề thì tới đây tôi truyền nghề, tôi nuôi ăn tôi truyền nghề cho. À, truyền nghề miễn phí ha. Truyền nghề miễn phí ở đây là, rồi mấy anh em này là tôi truyền nghề người Phú Yên vô cũng mới vừa rồi, truyền nghề cho hai đứa về Phú Yên nó mở cơ sở của nó. À rồi ok, tức là không nhất thiết phải là học xong là làm cho cơ sở của mình. Không cần thiết gì. Thế mình chủ yếu mình là tạo việc làm, làm sao tạo được việc làm là mình mừng rồi mà. Các bạn thấy không? Một người khiếm thị coi như là nuôi ăn luôn. Khuyết tật 100% đó mà vẫn mở được cơ sở, tạo công an việc làm cho người khác, đi bán chổi kiếm thêm thu nhập, mà lại bây giờ là có thêm cái dịch vụ là không phải truyền miễn phí nuôi ăn luôn, nuôi ăn cho đến khi ra nhà. Đây chổi đây các bạn, này chổi ảnh bán chổi có lời hơn hay sao, ảnh lại khói bán chổi hơn là của hội người mù Vạn Ninh. Hội người mù Vạn Ninh các bạn. Rồi là chỗ của người ngoài đâu, người mua làm mình. Rồi người mua làm, người mua bán, đúng rồi. Nên nhưng mà là giá cả sao mới được? Hay bao nhiêu cái chỗ xương này là bao nhiêu cái? Chỗ xương là 40.000, chỗ đất là 50.000. Chỗ xương 40, chỗ đất 50. Rồi. Hơi đi lạc đề các bạn. Bây giờ đi vào đề đây nè. Cái giá cả là sao? Chọn gói là massage xông hơi đá nóng nhiêu? Đá nóng 10 luôn là 140. 140 các bạn. 140. Massage hơi đang bóng hiệp 140. Xong hơi không là 70. Xong hơi không 70. So bóp bấm huyệt đa bấm huyệt đa nắng giác hơi là 100. Rồi ok, đó cũng như là nó cũng giống như là các cơ sở khác ha. Cơ sở khác một giá. Rồi bây giờ chị dẫn giùm em vô một cái cơ sở, ở một cái phòng massage cho chia sẻ với mọi người biết. Chị tên gì em quên rồi. Chị tên Hà. Chị Hà cũng là nhân viên ở đây, cũng chị cũng là người khiếm thị. Đây là phòng của Tam nè. Có khách không? Có khách không? Có khách nè. Đây. Các bạn, chia sẻ các bạn. Đây. Đây là bên trong, có máy lạnh đang qua. Đây. Ai nhức mỏi, đầu lưng, mỏi gối tê tay, đau nhức xương khớp, tới ngay massage người mù. Dượng mới làm xong massage, Dượng thấy sao? Thấy người nó khỏe, thông thoáng. Các cơ kiến là thông, không nhức mỏi. Đây là nếu anh nào bị đòn này đến người xoa bóp đánh nhau đỡ mỏi ha. Dượng là lần đầu tiên đi trải nghiệm massage người mù, Dượng chia sẻ là rất là tốt. Rồi cảm ơn Dượng nha. 147 giá tượng các bạn, 147 giá tượng, 147 giá tượng, có số điện thoại bên cạnh luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu thấy hay, đừng quên chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.